Bây giờ vợ con thì cũng con cũng còn nhỏ, thì mình đi về công việc của mình như thế này thì vợ mình có hiểu không, hiểu cái công việc của mình không, có ủng hộ hay là có phản đối không? Công việc của em là xã em rất là ủng hộ hai tay, chứ không có cái gì là khó khăn, không có cái gì là cản trở cả. Hay nói chuyện với chị cũng thoải mái tinh thần hơn, em cũng không Chị sẽ thay mặt chương trình có mấy món quà gửi tặng cho em. có quà nữa hả? Có quà. Câu chuyện dần về kết thì món quà như thường lệ sẽ được bắt đầu. Người xem thì chắc hẳn ai cũng biết, nhưng riêng Lê Khâm thì chị bắt đầu ngờ ngợ. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Chào chú. Dạ, chào. Chào chú. Dạ, cho con hỏi phải nhà của anh Lê Khâm mua của... Ba hả? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Không, đúng rồi. Gia đình của chú thì thường ngày như cô ở nhà thì cũng vợ chồng cũng bây giờ cũng có tuổi rồi thì cũng làm bánh, làm trái rồi vậy thôi, làm bánh ở quê mình bán từ ngày, với lại bây giờ thì cũng có làm thêm để có thêm cái sự thu nhập, thì cũng có mở làm quán cà phê. Cái nghề bánh của cô thì cô làm từ 2 giờ chiều đến 5 giờ là xong xong việc là tối cô nghỉ, cô bán cà phê chút đỉnh gì đó rồi sáng ngày là cỡ 5 giờ sáng là cô đi bán. Cô đi bán đến 10 giờ trưa là cô về lại là xong. Cái quá trình mà ảnh trở thành diễn viên như thế nào cô nhớ không? Cô thì nhớ sơ sơ ít thôi. Trở thành diễn viên thì hồi cô còn nhớ là hồi nó học cấp 2 á, là cô nghe thường thường nó dẫn bạn nó về nhà chơi thì bạn nó có nói là cô không, nó có cái máu văn nghệ ghê lắm. Cô để ý rồi bữa nọ cái nó đi học về nó nói từ gần tới 20 tháng 11 thì mẹ có cái đề tài gì để làm kịch không, mẹ mẹ nói sơ sơ là con phát họa ra là con tập cho bạn con diễn, rồi bắt đầu từ đó là nó hợp với trường, nó là nó làm miết cho đến hết cấp 3. Khả năng của con mình học thì nó học được, nhưng mà với điều kiện gia đình thì nó khó, cho nên là có lúc ông nói là nghĩ là đó là một cái mơ thôi, chứ còn như mình nghèo vậy thì chắc là con không bao giờ con được học với con làm cái nghề của con thích đâu. Rồi nó nói là tại vì con thấy cái dòng họ mình là cũng có nhiều tài năng tếu lâm, cho nên là con thích mà không biết là con được hay không, thôi cứ để con đi thi thử. Thì sau đó thì nó thi được cái là nó đậu. Riêng bản thân chú thì chú cũng thích về nghệ thuật, nhưng mà cái nghệ thuật của chú thì chú thích khác. Đó. Còn con cái mình nó cũng là nghệ thuật, nhưng mà nghệ thuật khác, nên chú cũng còn có nói là con có tự do cho cái chuyện này, thì cha mẹ sinh con cái ra thì cho con ăn học. Nhưng đến bây giờ con đã đậu được như vậy rồi thì cái đó là con chủ quyền lựa chọn. Thời điểm mà anh Khâm vào Sài Gòn đi học đó cô, là năm hình như năm 2003, 02, 03. Dạ, thì cái lúc đó là gia đình mình là cái nhà nào cô? Lúc đó là gia đình của cô là cái nhà kia, cái nhà tranh. Lúc mà ở cái nhà này á, là Khâm mới có bao nhiêu tuổi? Nhỏ xíu vậy? 10 tuổi trở lại. Nhưng mà Khâm rất là dễ thương. Nó nhỏ nhưng mà nó siêng năng lắm. Nhà nó thấy mẹ mà làm bánh gói để bán thì nó nói là thôi mẹ cứ đi làm đi, để con ở nhà con làm bánh con bán. Thì lúc đó thì cô mới nói là con chút xíu à, mà con mới có 10 tuổi làm sao con làm được cái bánh gói mà con đi bán. Nó vẫn nói là không, con thấy mẹ làm là con làm được, tại vì nó thấy mình làm là nó bắt chước. Với lại nó giỏi lắm, nó thương mẹ thương cha cho nên là nó chịu khổ. Xong rồi cái cô mà bạn của cô á, nó nói là tao thấy nó ra nó bán tao thương quá, tao xúc gạo tao cho. Giờ gia đình chú thì cũng từ cái khổ gian khổ mà ra của con cái, bây giờ chỉ là bây giờ mình còn sống đây mình thấy con cái mình như vậy là mình mừng thôi. Đó, mừng ở chú ở đây là cô với chú đây mừng để động viên con cái, mừng để mà hỗ trợ con cái, chứ còn không một cái đòi hỏi gì phải như thế này như thế kia cả. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn.
anh khách lạ. Anh với hai đứa em là cũng có rất là nhiều kỷ niệm. Có lần ở nhà má thì làm bánh làm bún bán, thì củi lửa rồi nhiều khi có bữa thì có bữa không. Bữa nào mà hết á thì hai anh em, anh cũng chịu khó lắm, hai anh em đều cái xe đạp mà không ra gì đi lên đi vô rừng anh, để mà kiếm từng cây củi để đem về cho trưa cho có má để má làm bánh để bán cho hôm sau. Thì khổ lắm, hai anh em lúc đó khổ. Nhà em cái lúc đó là không có điện thấp luôn. Là lúc đó 6 anh em với ba với mẹ ngồi chung vòng tròn với một cái nồi cơm mà chỉ nấu có 2 lon gạo mà nấu củi anh. Là nhiều khi cái cơm nó ít lắm, rồi một chén nước mắm vậy rồi kho lên, rồi cả nhà ngồi trang quan. Nhiều khi không đủ no, anh em không đủ no. Gia đình mình là như vậy anh. Những cái kỷ niệm đó không bao giờ mà quên. Cho tới lúc sau này cũng vậy. Anh em mình từ nhỏ giờ khổ cũng khổ rồi. Sướng thì không được bao nhiêu hết. Nhưng mà em mong anh từ cái khổ đó biết vươn lên. Và rất mong mỏi con, và từng giây từng phút cho đến bây giờ con đã thành là một người lớn, một người trưởng thành, đã có tề gia lập thất rồi, có vợ có con. Nhưng đối với một người cha, một người mẹ không bao giờ bỏ rời con. Tuy rằng ba không nói ra nhiều trước mặt con, nhưng hiện giờ ba nói thật sự là ba rất theo dõi con, và ba để ý con những công việc con làm, ba rất thông cảm và cũng rất quý cái nghề của con. Tại vì ba cũng rất muốn nghề của con, nhưng mà rất tiếc rằng ba không được như con. Nhưng lời cuối cùng ba chúc con trên con đường nghệ thuật phải thắng cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa để thành đạt trước cho bản thân, cho gia đình, rồi mới tới cho xã hội. Thì ba chỉ có bao nhiêu lời thì con ráng cố gắng. Mẹ thì lúc nào mẹ cũng mong nghề nghiệp của con mỗi ngày mới phát triển lên, để rồi lo gia đình đời sống của vợ con. Tại vì bây giờ trước mắt là con vẫn còn khổ, chưa có được một cái gì hết. Còn nhà trọ rồi còn phải lo con, cơm nước hàng ngày thì bờ bụi vậy thôi. Chứ còn chưa có nhà, có cửa gì ổn định hết. Cho nên là nói với mẹ với cha thì lúc nào cũng mong muốn cho con có một cái nhà. Rồi ráng chịu khổ chịu cực trên công việc làm đó, rồi để rằng mình tích lũy một cái gì đó, để rằng có một cái nhà, có cửa, nhà cửa để mình ổn định công việc mình hơn. Đôi chút tâm tư của người cha người mẹ, một chút kỷ niệm của mấy đứa em, một lần nữa ký ức tuổi thơ ùa về dữ dội. Đâu rồi ngày tháng đi cùng mẹ bán bánh, rồi nhặt từng cây củi để mẹ nấu cơm chiều cùng những đứa em. Đâu rồi chén nước mắm nhưng trộn trả tiếng cười. Tất cả gợi lại như muốn thiêu đốt đi ước muốn trong lòng là được ùa về nhà ngay lập tức.